đánh lớn ha. Dạ. Bắt con á. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là những cái nhà bè rất là tạm bợ cô bác quý anh chị. Theo Bùi Hồ được biết á, thì đây là những cái căn nhà của cô bác quý anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương cách đây hơn 10 năm. Và cái cuộc sống họ cứ lên đên bấp bênh như thế mãi. Hiện nay thì các cô chú ở đây đó, thì đa phần đó, là chưa có nhà. Và cái việc mà sinh sống của các cô chú hàng ngày á là các cô xong như thế này liệu. Hoặc là đây là những cái phế liệu mà các cô chú nhặt được nè cô bác quý anh chị. Và để có được những cái phế liệu như thế này đó, các cô chú phải đi những cái chiếc xuồng nó nhỏ nhỏ nè. Và các bé mà muốn đi học được á là các bé phải đi những cái chiếc phao đằng kia kìa. Anh camera có thể zoom lại cho mọi người thấy. Đó, đó là cái cách di chuyển từ nhà này sang nhà kia, hoặc là cách di chuyển để đi học của các em hàng ngày. Đó là cuộc sống của các cô chú là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị về xóm Việt Kiều này, cũng như là cùng em Duyên, mẹ em Duyên ra đây để cho hai mẹ con nhìn lại những người Việt Kiều hồi hương về đây là sống như thế nào. Em chào anh. Dạ. Ủa anh đi đâu vậy? Giăng lưới. Đi giăng lưới hả? Dạ. Ủa giăng có nhiều không? Mới cứ giăng. Dạ. Em được biết là cái xóm của mình là Việt Kiều Campuchia không hả anh? À, Campuchia không anh. Anh là cũng Campuchia luôn. Dạ. Dạ. Em biết tiếng Việt lai gai. Lai gai. Anh ngồi ở đây đi, hai anh em mình tâm sự. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm mấy à? Năm mươi mấy tuổi rồi. Dạ, hiện tại có hai vợ chồng. Hai vợ chồng. Cũng đi làm thay là mướn nha. Anh về đây lâu chưa? Em về đây cũng cả 9-10 năm nay à. 9-10 năm. Lúc trước anh ở Campuchia, anh ở tỉnh nào và sống với công việc gì? Ở Biển Hồ, ở Phung Luông. Siêm Nghiệp hả? Phung Luông. Cũng mà ở chất này. Ở Phung Luông mình ở bên nhất này đó, anh chạy đó là cao quá ngày là tới rồi. Anh về đây bằng cách nào? Em đi đường xe. Đi đường xe à? Dạ. Dạ. Anh về đây được mười mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Có nhà có cửa gì chưa? Chưa anh. Chưa đó. Hả? Cái bè đó là của anh đó hả? Dạ đó đó. Em thấy ở dưới đó là có rất là nhiều cái thùng xốp. Dạ. Chạy đó chìm để hờ cái bè vậy thôi. Rồi nhà nước có cấp giấy tờ gì cho mình chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Anh nói nãy anh nói anh với chị có mấy người con? Thấy cha mẹ thì chết hết trơn rồi, chỉ là còn có 5 anh em à, 3 trai 2 gái, 5 người. Anh em biết là cái việc mà đánh bắt cá ở Biển Hồ á thì rất là nhiều cá, mà tại sao anh về Việt Nam? Tại vì nó mình bớt nó quánh vô ngay trong cái chỗ mà ngay trong cái tiệm vàng đó. Rồi nó cút của cút cậu gì đó, rồi thấy chết chóc rồi em về đây luôn. Mà anh về mới hơn 10 năm hả? Hơn 10 năm rồi. Hơn 15 năm. Rồi các bé con của anh có được đi học không? Thì mấy đứa đó cũng nó đau rồi nó chết luôn. Mất hả? Dạ. Mấy đứa anh? Ba đứa. Ba đứa mất hết luôn hả? Mất hết chồng. Còn hai vợ chồng thôi. Dạ. Bị bắn người cái nó lạc tặng. Ủa là sao lúc đó đâu có chiến tranh đâu mà bắn? Có hả? Bởi vì đánh đó là em mới về đây luôn, Việt Nam này luôn. Về đây thì anh sinh sống với cuộc sống là bằng cái gì đây? Thì cứ em làm thay làm mướn vậy anh ơi. Vậy hả? Dạ, cũng đồ khổ rồi, cũng có ai chồng rồi. Có nhặt phế liệu hay gì không? Hả? Có lượm phế liệu, lượm gác gì không? À, cũng có nữa. Dạ. Cũng có nữa. Có đi lượm mũ, lượm cọ, chút đỉnh thì sống. Ngày thu nhập. Đi làm thay làm mướn. Ngày thu nhập được nhiêu anh? Được mấy hai chục ngàn có. Khi 200 có. 150 có. Khi 50 có luôn. Nắng quá, vô qua đó tâm sự đi anh. Dạ. Nói quá nóng rồi cô bác quý anh chị. Dạ. 50 mấy tuổi rồi, về đây vẫn dạ. Làm cái nghề bắt cá, rồi nhặt phế liệu vậy. Dạ. Đó. Các cô chú là người Campuchia hết luôn hả? Dạ. Anh chở thì chuyển xuống. Anh tạm bợ quá. Nó tạm bợ đó. Sao anh nó mua những cái thùng phi á? Phi thì nó lủng hoài. Bây giờ không có tiền mà mua. Trời. Rồi đi xài cái đó.
Dạ có cái gì mình nhảy qua nghĩ lại. Dạ cũng để ngừa ngừa gì đó. Dạ. Cảm ơn anh Hoàng ha, chúc anh sức khỏe, hôm nào tụi em sẽ quay trở lại. Ủa em thấy mình anh ướt quá nè, anh mới đi đâu về ạ? Đi xong lỗi. Lỗi xong? Dạ xong. Lỗi xong làm gì? Đi xong lấy cái xuồng. Lấy xuồng chi vậy? Lấy xuồng coi nếu có dính không. Dính cá không hả? Dạ. Ờ anh đi thăm cá luôn hả? Dạ. Có dính không? Thế bằng ngày nó không dính, bằng đêm thì nó chết. Dính. Hồi nãy có dính không anh? Không thấy dính con nào hết trơn. Hồi nãy dính con nào hết trơn. Anh lội dưới luôn. Dạ. Trời ơi, ngày thăm mấy lần? Lần hai lần. Chừng nào anh thăm nữa? Lâu lâu mới thăm. Thì anh biết chồng chừng nào sắc. Vợ anh làm cái công việc gì anh Hoàng? Em đi làm ghe không à? Vợ anh kìa. Vợ của em thì đi bán số. Chị nghe bán được nhiêu tờ? Khi 50. Chị đi bán chưa về hay sao anh? Bán mới về. Dạ. Mà con nó ngay ra không có. Con thì chết hết trơn rồi. Rồi có ai chồng. Con anh đứa là người lớn mà. Nếu như mà còn sống là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay cũng bự rồi. 7-8 tuổi vậy. À. Cái anh này, em cũng là người Campuchia vậy luôn hả? Cái bè của em là bè đó đó hả? À, bè anh vào đó, bè lá trời. À. Còn kết những cái thùng mướp phải đơn giản quá anh Hùng. À. Cũng tình cờ đi thôi. Mà chắc có lẽ là cái bè đó là bè của bà con anh hả? Đâu mình đi vòng vòng được không? Anh bơi cho em đi vòng vòng được không? Đi xuống đi vòng vòng đi ha. Cũng tình cờ thôi, mình không có sự chuẩn bị gì trước hết á. Đi luôn ha anh. Đi được không? Từ nhanh. Coi từng trơn nhanh anh Nguyễn. Cho con đi chứ. Cho tụi em đi vòng vòng ha. Đi xuống. Cái đường này khó đi chứ. Cũng một cái duyên lành nào đó, Bùi Hồ lại được đứng trên một cái chiếc xuồng để thăm xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương ngay tại vùng đất An Giang này. Trước đây thì Bùi Hồ cứ đi bằng cái con đường là chợ nổi vô đây. Nhưng mà ở đó thì nó không thể hiện được hết cái lát cắt của cuộc sống. Và đây là các cô chú anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Họ phải sống với cuộc sống tạm bợ hay còn gọi là xóm Việt Kiều không quốc tịch. Và các đứa bé đi học á, như Bùi Hồ có chia sẻ, phải được ba mẹ đưa đi. Hoặc là giữa di chuyển giữa nhà này với nhà kia đó là bằng những cái tấm mót nổi ở trên mặt nước như thế này. Cực kỳ nguy hiểm. Và sống ở trên cái con sông nước như thế này á, không biết bơi á, thì ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào. Và anh có thể quay qua bên đây. Đây, ghé đây em quay cho. Đây là cô chú là người Việt Kiều Campuchia. Sống ở trên một cái chiếc bè ngang thì nó có khoảng 2.5-3 mét thôi. Và bề dài thì khoảng 4 đến 5 mét. Và cô chú về đây lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Dạ. Chị có thể tắt cái máy bé giùm. Tắt không? Ồ, mưa cái bè của mình nó đơn giản vậy thì có tạt dữ không không chị? Mưa gió thì tạt rồi. Dạ. Mình lấy đồ che. À, sao mình không mướn nhà trọ ở, mình ở dưới này? Mướn nhà trọ, con cháu có đấm có thiền. Không có tiền cho nó học nè. Cái chiếc bè này là bao nhiêu người ở hả chị? Nhắc bây giờ 5-6 người lận nó lộn, nó chạy đi lộn ngủ 4-5 đứa rồi. Dạ. À, em nói thật như thế này nè, các bé nhỏ nhỏ như thế này nè. Sống ở trên cái cảnh sông nước như thế này, nước ở dưới này nó sâu lắm. Dạ. Nó khoảng chừng 9-10 mét đó. Thì các bé không biết lội thì sao? Thì lội là nó, nếu mà nó té xong mà mình nhảy xuống mình là chụp nó lên. Ồ trời. Phải giữ nó chứ giờ nó mà đâu có mà nó đâu có biết lội. Rồi có khi nào mình đi không có nhà đi rồi nguy hiểm quá. Đi thì phải đem nó theo. Còn không đem theo thì nó té cũng chết hoài vậy hả? Có bị rớt lần nào không? Có. Cái này là té liền liền hả? Ô trời ơi. Té liền liền luôn hả? Dạ. Chị. Đây là cháu hả? Hay cháu, hay cháu thì đường chậm lên, còn không hay thì tiêu. Ở đây cũng như chết hoài chứ, giờ mình không có nhà cửa. Các ở. Bé nó rớt rớt mất luôn hả? Mất luôn á. Đã có bao nhiêu trường hợp buồn như vậy rồi? Dạ. Bây giờ nếu mà lên bờ tiện đâu mà mướn nhà trọ, tiện đâu mà tiền nước, tiền điện đồ này nọ, như 5-7 người, 4-5 đứa cháu ngoại mà nó không có cha, ông ngoại nuôi bỏ bà luôn.
rồi á lên gì mình đâu có tiền mình rồi ở đây cái việc tắm rửa là sao? Tắm rửa cũng tắm nhảy xong tắm vậy, nhảy xong tắm luôn. Dạ. Thay đồ ở đâu đâu? Thay đồ. Thay đồ thì cũng có khăn có đồ gì? Có khăn thay. Dạ có khăn rồi, thay. Vệ sinh ở đâu? Vệ sinh cũng có cầu sao đó. Trên một cái dòng sông nhỏ như thế này nè. Dạ. À, thủy triều nó cứ dâng lên dâng xuống thì nước này vừa tắm vừa vệ sinh luôn. Dạ. Dạ. Đó là một cái cuộc sống của cô chú Việt Kiều hồi hương hiện nay vẫn cô chú chưa có giấy tờ hả? Chưa. Mấy đứa cháu nó cũng chưa có giấy tờ xuống nó cũng ở vậy đó. Tao đâu có xác nhận đâu, tao đồng ý. Ngày xưa cô chú cũng sống biển hồ luôn hả? Sống biển hồ. Cha mẹ sanh sanh ở dưới ở dưới này. Nhưng mà cha mẹ hồi đó ở chỉnh rồi cái đem lên còn nhỏ ở còn nhỏ. Rồi ở chỉnh mà ép buộc có trời giờ mới về dưới này sống. Sống cũng mười mấy năm mà. Thật ra rất là ngậm ngùi khi mà cứ cái phần đời của cô với chú, tất cả các cô chú đây nè, sống lên đên từ ba mẹ ngược dòng sông Mekong trở về lại đất nước Campuchia đánh bắt ở trên biển hồ. Yeah. Thì sau này thì cái việc mà cá ở trên đó nó không còn nhiều, sông Mekong cái dòng chảy nó cũng bị hạn chế đó. Yeah. Thì các cô chú lại quay về đây. Yeah. Quay về đây thì sống với cái cuộc sống rất là tạm bợ. Hiện nay cái công việc của cô chú là làm cái công việc gì hả? Bán dừa tư. Ngày cũng lợn trăm mài ngàn. Ở đây là có tất cả là bao nhiêu hộ ha? Cũng hai mấy hộ vậy. Hai mươi mấy hộ thì trong đó nó có rất là nhiều nhân khẩu. Thì theo ước tính của Bùi Hồ thì có khoảng 100 nhân khẩu hơn á. Bây giờ mình cảm ơn cô chú ha. Dạ, chào cô chú. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Tại anh quay qua đây. Thằng này á, thằng này cũng tình cờ. Nó mới chết đây nè, mới chết đâu. Đừng còn hai anh em đó. Dạ. Một con hai anh em luôn. Quay ra trước giùm anh, giùm em anh. À, đây là các anh, chị cũng từ biển hồ về quá. À, về đây khổ dữ lắm rồi. Anh chị đang làm nghề đánh bắt ở đây luôn nè. Hôm nay đánh bắt được nhiều không anh chị? Được có mấy con cá này mặn ăn rồi. Quay lại đây giùm em anh. Đây là một cái bạn này nè, mới tắm ở dưới sông lên. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi rồi. Mới tắm ở dưới sông. Cái việc ở đây các bé thì lội rất là giỏi. Lội nếu như mà an toàn á thì phải tập cho các bé biết lội trước. Dạ. Để nguy hiểm lắm. Để mà tìm hiểu hết cái những cái cuộc sống cô chú ở đây á, đôi khi mình dành khoảng 5 đến 10 ngày để mơ hết được, mô tả được hết cái cuộc sống của cô chú Việt Kiều Campuchia hồi hương. Và đó nữa kìa, cả những cái chiếc bè, mình không nghĩ rằng là ở giữa cái sông nước như thế này á, nếu như những cái trận bão lớn qua thì cái căn nhà này nó có thể sập bất cứ lúc nào, hoặc là những cái trận sóng đánh lớn á, nó có thể ngã luôn, dăng ngóc hết rồi. Ôi trời. Thôi hôm nay thì em đến đây quay cho mọi người biết về cái cuộc sống khó khăn của cô chú anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương về tại Việt Nam á. Em muốn chia sẻ clip này cho mọi người có thể biết thêm về cái cuộc sống của mình ha. Thì anh có thể cho em quay trở lại bờ ấy. Để các anh còn ở đây còn đi đánh bắt nữa. Một lần. Dạ được rồi anh. Mai mốt em sẽ quay trở lại tiếp ha. Mai mốt em sẽ đi bằng đường này. Và thôi chắc có lẽ là video clip này cũng khá nhiều. Và cái cuộc sống hành trình hồi hương trở về lại đất nước Việt Nam, các cô chú phải sống ở những cái phận đời lên đên như thế này. Thì rất mong cô bác quý anh chị mà có đi về An Giang thì ghé thăm những cái hoàn cảnh của cô chú như thế này. Bùi Hồ không thể nào dùng những cái từ ngữ nào để mô tả hết những cái cuộc sống nó khó khăn á. Tại vì mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi khác. Và ai con rồi ok, thậm chí có đứa bé nó có chút nhỏ luôn kìa, có chút béo luôn kìa, nó bơi kìa. Ôi trời ơi, zoom lại gần giùm em ha. Ráng lên bơi cái chiếc chai giờ nó nặng 300 tấn. Bác quý chị, hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau.